Và chúng ta cùng quay lại với bài số 41 để chúng ta vào phần thứ tư trong phần làm dự án. Thì trước tiên là mình sẽ mở lại cái project. Hôm nọ chúng ta đã làm được một phần đúng không? Mới tạo xong thôi. Hôm nọ chúng ta đặt là flash sale đúng không? Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là chúng ta cùng nhau team code này, có nghĩa là hướng dẫn mọi người team code, để nhờ có nghĩa là nhiều người cùng code một dự án. Tại vì mình biết là trong này sau này chắc chắn sẽ có bạn là sẽ làm về quản lý này đúng không, có thể làm từ team lead trở đi, trưởng phòng đúng không, hoặc là tech lead, thì các bạn đều phải hiểu được cách là khi mà nhiều người tham gia code một cái project nó như thế nào, được chưa, thì lúc đấy các bạn mới phát triển được. Mà thậm chí là các bạn chỉ là nhân viên thôi các bạn cũng phải hiểu nó. Đấy, thì lúc nãy mình đã tạo ra một cái phần gọi là một cái server, mình có một cái server nha. Nếu mà để team code nha, mình sẽ nói qua một chút chỗ này, team code đúng không, thì trước tiên nó phải có nhiều người code đã. Đấy, và nó phải có cái máy chủ để lưu lưu code, được chưa. Máy chủ thì lúc nãy mình đặt lên một cái máy chủ đây, mình có một cái máy chủ mình remote nó vào đây. Đấy, đây một cái máy chủ là mình lưu code trên đấy. À, cái thứ hai, cái thứ ba là chúng ta sẽ có một cái phần mềm để hỗ trợ tổng hợp code. Đấy, thì cái này nó có rất nhiều cái. Hiện nay thì chúng ta dùng Git nhiều này, Git này, SVN này, TFS này, Azure này. Đánh cái từ đấy nó là tiếng Việt đấy, đánh nó hay bị nhầm lắm. Thì cái này thì chúng ta có rất nhiều cách đúng không, nhưng mà anh sẽ dạy là dạy cái SVN này. Với một cái tổ chức nó ít người dùng SVN nó dễ. Dùng Git thì chúng ta phải quản lý phiên bản rất là nhiều. Tuy nhiên nếu ta ít người code thì chúng ta thấy cái việc phiên bản chúng ta nó chỉ có một cây duy nhất thôi, đúng không? Phiên bản 1 đến phiên bản 2 thì có hai người code thì nó rất là dễ dàng tổng hợp. Đấy, thì chúng ta chỉ cần dùng SVN là đủ rồi. Còn TFS là dùng trong Windows Form. Đấy, anh nào mà lập trình Windows Form rồi thì dùng TFS được. Ok. Thì thật ra nó đáp ứng được cái này nhá, đáp ứng được cái Windows Form, còn những cái này có khi khó đã đáp ứng này. Còn Azure là mới đúng không? Azure là mới. Thì nó cũng giống như Git, gần giống như Git. Ok, thì đến đây thì mình đã có đúng không? Thì để vào được một cái đường đây, đây gọi là cái link đúng không? Link server. Thì vào cái link này chúng ta phải có một cái user. Chúng ta có user và password đúng không? User. Nó có name và password. Thì này tí nữa mình sẽ cấp cho mọi người. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có một, đây là cái nền nhá. Đây là cái phần cái nền gọi là service thì đúng không, nền. Nó còn có một cái phần mềm nữa. Phần mềm. Phần mềm. Tương tác bằng giao diện với cái nền kia. Đấy, đấy chưa? Thì đối với SVN ấy thì anh cũng dùng cái con tortoise đúng không? Tortoise. Con rùa đấy. Từ này anh cũng hay viết nhầm này. Từ này hay viết nhầm, tí nữa search chắc chắn sai rồi này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm từng phần một. Thì đầu tiên chúng ta phải có cái link đúng không? Có cái link. Thì cái này mình sẽ cấp cho các bạn này. Đấy, thì mình sẽ cấp cho các bạn. Thứ hai là có cái SVN đúng không? Chúng ta làm cái thứ ba là SVN. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cài SVN này nhá. Thì các bạn sẽ tải cho mình SVN Toaster. Đấy, đúng không? Thôi mình đọc ngược đấy. Đấy, đúng hình con rùa này nhá, đúng hình con rùa này. Đây, mình sẽ gửi link cho các bạn. Đầy đủ hết nhá. Để các bạn tải cho mình cái phiên bản cho
cho cái window nhá. À, 64 bit này, đấy nhỉ. 64 bit này. Cái này nó rất là nhẹ thôi. Đấy, tải về nó là bản MSI đúng không? MSI này. Thì cứ tải về. Nha, tải về thì chúng ta sẽ cài cái này lên. À, mình xin phép tắt cái camera cho đỡ lag nhá. Hơi nặng một chút. Hai mươi mê. Thì mọi người cố gắng là sau buổi này mọi người cài cái này xong là mình sẽ gửi cho các bạn user password được chưa? Và các bạn tải code về. Nếu các bạn không code thì các bạn có thể là tải về các bạn xem đúng không? Xem mọi người code như thế nào. Hoặc là copy những cái đoạn code hay. Đấy, cài này rất dễ rồi, cứ next thôi. Next cái xong thôi. Rồi các bạn coi như là mình đã cài xong nhá. Ok, mình đã cài xong, các bạn cứ next cái xong thôi, thấy chưa? Thì khi mà cài xong ấy thì các bạn nhìn thấy là cái folder của chúng ta nhá, nó sẽ có cái tích xanh này đúng không, chấm than đỏ này đấy, thì nó là cái, thì nó đã cài xong rồi đấy. Và khi các bạn phải chuột nhá, các bạn sẽ nhìn thấy một con rùa ở đây đúng chưa, đấy, turtle svn, và nó sẽ có những chức năng liên quan. Thì mình sẽ đi đầu tiên qua một chức năng là check out chức năng nha. Chức năng một chúng ta sẽ có là check out, cái này gọi là tải code về đấy, được chưa? Code trên máy chủ mà. Thì bây giờ mình sẽ tải code về, thì mình sẽ đưa vào cái project kia. Các bạn để ở thư mục nào cũng được nhé, tùy các bạn. Bây giờ đây mình sẽ phải chuột này đúng không, bước 1 nhá, phải chuột này, chọn cái checkout này đúng không, SGN checkout đấy chưa. Còn đây là đường link nhá, đường link thì các bạn điền, thì mình sẽ cho các bạn đường link. Mọi người có nghe thấy mình giả không nhỉ? Đấy chưa, check out thì các bạn có đường link ở đây, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn đường link. Rồi mình sẽ gửi cho các bạn đường link. Đợi mình chút nha. Rồi các bạn check out lại này đúng không, điền đường link đây này, đây đường link đây, thì nó sẽ là web shield. Thì mình sẽ cho nó vào cái đường thư mục nào nhá, thì đây mình sẽ cho vào cái thư mục flash shield của mình. Còn các bạn để nguyên nhá, các bạn để nguyên được thì nó sẽ lấy trùng với cái tên folder này, được chưa? Thì mình có thể là đổi sang thư mục khác được mà. Đây mình cho thư mục này. Đấy, ok. Đấy chưa? Nếu các bạn chưa có tài khoản nhé, thì nó sẽ hỏi các bạn tài khoản. Đấy, check out, đúng không? Đấy, thì nó sẽ đưa cho mình vào cái tài khoản, vào cái folder này. Đây, mình sẽ đưa cho các bạn đường link. Đấy chưa? Các bạn sẽ vào đường link này. À, có cái tài khoản của chú Thịnh rồi đấy. À, chú Thịnh của sẽ là ở đây, pass là 123456. Đấy chưa? Thì các bạn có thể thử trên cái tài khoản này cũng được nhá, thử trên tài khoản này. Từ sau mình sẽ cho các bạn cái tài khoản mới nhá, mỗi người một tài khoản để không bị lẫn nhau. Đấy là bước đầu tiên đúng không? Tải code về.
Cái thứ hai là update code. Cái đấy là gọi là checkout rồi nha, lấy đường link rồi nha. Có user password các bạn điền vào thôi, nó hỏi user password các bạn điền vào là được nhé. Thứ hai là chúng ta sẽ có phần update code. Update là lấy cái code mới nhất về. Lấy code mới nhất về. Đấy, lấy code mới nhất này thì các bạn chỉ cần update thôi đúng không? Ví dụ mọi người người khác up code mới lên đúng không? Thì chúng ta có thể là lấy code của các bạn đấy về thì cần là chọn update thôi, phải chuột này chọn update. Đấy, phải chuột chọn update. Đấy chưa? Rất đơn giản đúng không? Thì những cái gì mới nó sẽ hiển thị ở đây là chúng ta lấy về được và chúng ta có thể chạy được. Rồi cái thứ ba là chúng ta sẽ có là commit code, commit đó là đưa code của chúng ta lên. Đấy, chúng ta sẽ đưa lên. Thì cái này là chúng ta sẽ có một bước là phần s là thêm những file mới. Là những file chưa được quản lý, các bạn nhìn thấy là những file gì chưa được quản lý nhé, là các bạn nhìn thấy là nó chưa có dấu tích gì cả đúng không, không có một cái dấu gì ở đây cả. Đấy, thế bây giờ mình add thử một file nhá, ví dụ phần trong data này, đây mình add những cái file này vào đúng không, thì mình chọn những cái file này rồi mình add vào. Đây, mình chọn tokit à tokit.svn đúng không, nó phải từ ngoài nhá, xin lỗi các bạn, chúng ta phải từ ngoài. Đấy, từ cái này vào, ví dụ một file này thôi. Đấy, chọn add đúng không. Đấy, là nó bắt đầu có dấu cộng ở đây. Đấy, mình sẽ zoom to lên các bạn xem nhá. Nó có dấu cộng ở đây. Đúng chưa? Đấy, tuy nhiên thì nó vẫn là nằm trên máy cá nhân chúng ta thôi. Nó chưa lên máy chủ. Nhớ chưa nhỉ? Còn muốn cho lên máy chủ thì chúng ta phải chuột chọn commit. Đấy, các bạn nhìn thấy có một cái file ở đây bị dấu tích này. Đấy chưa? Còn những file khác mình không tích. Nhá, không tích. Thì mình sẽ điền cái thông tin đây, ví dụ như là đây là hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2023 chẳng hạn. Mình là Văn Anh đúng không? Mình sẽ đưa cái code lên, code mình đưa lên là gì? Là khởi tạo solution đúng không? Solution. Đấy, ok. Đấy chưa? Sẽ đẩy lên máy chủ và lúc đó thì các bạn sẽ có thể lấy cái code của mình về xem được rồi. Đấy chưa các bạn? Đúng vào đường truy cập đường link đấy và thực hiện cái thao tác thứ hai. Update đúng không? Là các bạn lấy về được. Là các bạn phải đọc được code của mình. Đấy, ở đây thì còn rất nhiều file mình chưa commit đúng không? Thì bây giờ mình tiếp tục làm lại một lần nữa. Liên quan đến việc commit nha. Riêng ổ bin với ổ obj thì mình sẽ không commit. Tại vì này là khi build ấy, các bạn sẽ tự động sinh ra cái này nha. Nên mình không cần thiết, mình có thể xóa đi được. Rồi mình sẽ quay lại folder data này. Đây là một project nha. Mình add toàn bộ các file trong đấy vào. Đấy, trong đấy có bằng này file, yeah, ok. Đấy, thì nó sẽ bôi xanh hết đúng không? Thì chúng ta có thể commit nhiều lần nhé. Đây chúng ta lại thêm add thêm ở bên này nữa. Này mình add thêm này. Cứ làm mấy lần là các bạn sẽ quen thôi. Đấy, add xong. Ok. Đấy chưa? Thế còn phần packet này thì thôi không cần nhé, mình không yêu cầu các bạn đưa lên, mà mình cũng không đưa lên. Tại vì khi chúng ta tự chạy ấy, thì nó sẽ tự động tải những cái gì mà cần thiết cho chúng ta. Rồi, hai cái này là đang mới add thôi đúng không? Mới add là chúng ta đến bước này thôi. Thế chúng ta thêm mới đúng không? Để chúng ta phải commit nốt. Commit thì các bạn sẽ commit cái head này. Cái modify này. Modify. Và những cái delete thì thỉnh thoảng chúng ta có đấy đúng không? Thêm file đúng không, chúng ta xóa file đi chẳng hạn đúng không, thì nó là delete, thì các bạn sẽ commit hết thôi và chọn những cái nào mà mình làm thôi nhá. Đấy chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ commit lên. Đấy, thì mình sẽ ghi lại ngày 13 tháng 11 năm 2023. Thêm hai project
cái đặt tên như này rất là quan trọng nhé, để sau này chúng ta đọc lại xem cái phiên bản này của chúng ta đã làm đến bước nào. Trường hợp chúng ta bị lỗi code đúng không, phiên bản mới chúng ta bị lỗi, chúng ta có thể là quay lại phiên bản cũ. Thì quay lại phiên bản cũ thì chúng ta phải biết là quay lại ở bước nào để chạy được. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy được đoạn show log này, đây show log. Bây giờ các bạn thấy là hai lần mình up lên đúng không? Đấy là lần sau cuối cùng này, giờ lần trước nữa này, lần 1 này, lần 2 này. Thì bây giờ mình chỉ cần biết là lần 1, lần 2 mình bị lỗi thì mình quay lại lần 1 thôi, biết thế. Hoặc là xem lại code của lần 1 đúng không? Nhiều lần mà cũng bị sợ bị mất code ấy. Sợ bị mất code là các bạn sẽ phải quay lại cái đoạn cũ để xem lại cái code nó chúng ta vừa code là nhỡ tay xóa đi mất rồi. Nói rồi sếp chửi không đau bằng cái việc mất code. Thật sự nếu mà các bạn mất code thì các bạn mới thấy khổ. Cái việc ngồi code đi thì được, nhá, code lại nhục lắm. Nên là cố gắng học cái này thật kỹ. Rồi chúng ta đã có, đây chúng ta đã có phần commit nha. Thế bên phần thứ tư là chúng ta xử lý những cái trường hợp, các trường hợp phát sinh xung đột. Trường hợp xung đột đầu tiên là chúng ta làm merge. Có nghĩa là hai người cùng code đúng không? Hai người cùng code một file. Nha, cùng code một file. Nhưng mà nó có thể là, nhưng mà cái phần mềm chúng ta, tool của chúng ta nó tự tự gọi là tự hòa trộn được đúng không? Tự trộn. Đấy. Ok, là anh code dòng 1, tôi code dòng 2 đúng không? Nhưng mà thật ra cả hai cái file đấy mà khi chúng ta nhìn vào thì nó mới chỉ có một dòng thôi. Nhưng mà khi mà tổng hợp lại thì nó phải thành hai dòng đúng không? Mỗi người code một dòng mà. Thế bây giờ ai trước ai sau? Đúng không? Dòng hoặc là lấy của ai bỏ của ai. Đấy thì cái trường hợp này nó sẽ trường hợp gọi là merge nhá. Trộn với nhau. Thì cái việc này thì thường mọi người team lead phải làm. Thấy chưa? Người team lead thường phải làm cái này. Có một số trường hợp code thì nó tách biệt ra các hàm với nhau thì nó sẽ tự động merge cho chúng ta. Có nghĩa là anh viết hàm tính tổng đúng không? Tôi viết hàm tính phép kết quả phép trừ. Thì hai hàm đấy gần như nó tách biệt đấy nhá, thì cái phần mềm nó tự hiểu được và nó sẽ tự động giữ cả hai. Đúng không? Với bây giờ anh lại code hàm tính tổng, tôi cũng code hàm tính tổng. Thì phần mềm nó chịu, nó không biết là lấy của ai. Đúng không? Không thể merge được. Đấy chính vì trường hợp đấy thì cái ông quản lý đúng không? Ông team lead thì ông phải hỏi lại hai người đó là lấy cái nào thì anh còn xử lý. Đấy khi xử lý xong thì ok, lấy của người này, lấy của người kia thì sẽ merge lại với nhau tạo thành một file chung. Nhá, không là cái đoạn này rất bị mất code đoạn này. Tức trường hợp tiếp theo là flick. Flick tức là xung đột đúng không? Merge là còn chịu được đúng không? Đấy. Flick viết sai đúng không? Flick đúng không? Cái trường hợp này viết sai, cái trường hợp này là khi mà bị xung đột với nhau ấy thì nó sẽ trường hợp này. Được chưa? Thì lúc đấy phải hỏi nhau rồi đúng không? Tool không tự động được. Thì nó sẽ báo đỏ lên mà chúng ta bắt buộc phải xử lý. Hai cái trường hợp này là chúng ta sẽ gặp rất nhiều trong những buổi sau nhá. Nên là buổi sau mình sẽ nói rõ cho các bạn xem là nó bị như thế nào và xử lý thế nào nhá. Còn hôm nay một mình code thì chắc chắn sẽ không bị đâu. Đấy chưa? Và chúng ta sẽ quay lại với bài của hôm nay của chúng ta. Đấy nhá. Đấy phần team code chỉ có thế thôi. Đấy, thì trong quá trình làm các bạn có thể thực hành mà. Hành lúc đấy mình sẽ gặp lỗi đâu mình xử lý đấy và mình hướng dẫn lại. Đấy chưa? Cái này thì chắc chắn phải thực hành mới làm được. Còn tài khoản các bạn sẽ cài cái này nhé, cài cái tool SVN và cái tài khoản mình sẽ gửi cho các bạn nha. Có thể gửi riêng cũng được nhá, mỗi người một tài khoản. Rồi chúng ta sẽ quay lại với project. Hôm trước thì mình có tạo ra một cái solution đúng không? Cái phần này là phần web này. Đấy chưa? Còn phần này là phần data này, là chúng ta đã kết nối với cơ sở liệu, chúng ta dùng cái entity này rồi. Đấy, chúng ta làm entity này rồi. Chúng ta xem lại cái Excel nhá.
xem lại cái phần hôm nọ anh để nhầm chỗ này. Chị đang đi. Đây chúng ta có phần khảo sát đây. Chúng ta phải xem lại cái phần phần database đúng không? Chúng ta có bảng này, một bảng tài khoản này, sản phẩm này, nhóm sản phẩm này, sản phẩm đặt hàng này, lịch sử tìm kiếm này. Thì chúng ta đã kéo vào trong cái phần entity rồi. Thì cái việc tiếp theo của chúng ta là đi phải tạo ra những cái class để tương tác với những cái thằng table này. Đúng chưa? Chúng ta có những table này. Thì chúng ta phải viết những class như vậy. Thì thường khi tổ chức một cái project ấy, người ta sẽ làm nhóm nó lại. Chúng ta sẽ nhóm cái gì liên quan với nhau để tạo thành một folder. Thì sau này chúng ta tìm cho nhanh. Thì có những dự án thì chúng ta có hàng mấy trăm cái file đúng không? Thì làm sao chúng ta nhớ hết được? Mà chúng ta phải nhớ theo dạng cây. Cái gì to nhớ trước, đúng không? Xong đến trong cái to có cái nhỏ hơn thì chúng ta mới nhớ dần thì chúng ta mới truy cập được. Đây thì các bạn sẽ nhìn lại nhé. Chúng ta sẽ có phần tài khoản này, đúng không? Đấy, phần tài khoản này. À, phần sản phẩm này, tài khoản nó chỉ có một bảng thôi đúng không, sau này có phần phân quyền nữa thì nó sẽ khoảng 2-3 bảng. Cái sản phẩm này chúng ta có bảng sản phẩm này, bảng nhóm sản phẩm này, đấy chưa, bảng đơn hàng này chúng ta sẽ có bảng đơn hàng và bảng chi tiết. Thì anh sẽ tạm thời anh sẽ chia nó thành 3 folder nha. Đây chúng ta sẽ add thêm 3 folder vào đây cho anh. Folder đầu tiên chúng ta sẽ liên quan đến phần tài khoản. Đây chưa? Một, hai là cái phần sản phẩm, ba là đơn hàng, thứ tư có thể là phần hệ thống nữa đúng không? Sau này chúng ta có những cái phần cấu hình chẳng hạn đúng không? Đấy. Thì nó sẽ liên quan đến cái đường namespace của chúng ta. Thì bây giờ với một bảng, cứ một bảng em sẽ viết cho anh một cái class. Đấy nhờ, một class tương tác với cơ sở liệu thông qua entity hoặc là store. Thì anh sẽ làm trước cho các em bảng tài khoản trước nha, bảng tài khoản này trước. Thì anh sẽ giao cho mọi người là mỗi người làm bảng. Đấy nhờ. Thì với bảng tài khoản này anh sẽ cho nó vào phần tài khoản này, đúng chưa? Add này, class này. Các em đặt tên đầu tiên cho anh cái tiền tố cho anh là map nha. Map kết nối đúng không? Kết nối bảng tài khoản. Đấy chưa? Đây. Đấy thì ở đây chúng ta sẽ phải using cái gì? Using cái entity vào đúng không? Entity chúng ta để một thư mục khác mà, chúng ta phải using nó vào. Using cái đường dẫn ấy vào. data.entity. Đấy rồi. Thì khi đó chúng ta mới có cái entity DB trong này, đúng không? Đấy, DB bằng DBB. Đấy chưa? Tuy nhiên thì anh sẽ khuyên các em là chúng ta phải dùng cái này chung. Đúng không? Thì sau này chúng ta có thể chuyển sang một cái database khác và chúng ta có thể đổi cái tên database này đi. Thì chẳng nhẽ chúng ta đi tìm tất cả những chỗ này chúng ta thay à? Đúng không? Rất mất thời gian. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái file gọi là cái parent, đúng không? Một lớp cha để chúng ta có kế thừa. Những thằng này gọi thằng con đúng không? Đây là những thằng con, chúng ta kế thừa cái thằng cha này. Thì chúng ta sẽ add thêm một class đấy nữa. Chúng ta gọi là phần dbconfig chẳng hạn. Fix. Được chưa? Thì trong này chúng ta sẽ để public nó ra. Và chúng ta sẽ khai báo một cái biến public nữa là nó có sẽ hai trường đúng không? Một cái tham số là public entity db bằng db. Được chưa? Thì ở bên này có rồi đúng không? Bên này có rồi này. Thì bên này sẽ không cần nữa đúng không? Chúng ta chỉ cần kế thừa thôi. Kế thừa nó entity. Đấy. Db config. Đúng chưa? Chúng ta phải kế thừa chỗ này gần như là nó sẽ không cần nữa. Đấy, không cần nữa.
Đấy, bố có rồi đúng không? Kế thừa. Đấy, trao tài sản cho con rồi đúng không? Con không cần làm nữa. Có rồi. Nó đơn giản lên thế thôi. Thì đấy gọi là kế thừa. À, đợi chút nhá, hình như đang bị treo đấy. Đây rồi, ok. Đấy, chỗ này kế thừa rồi nhá, thì chúng ta không cần nữa, chúng ta cần public thôi. Thì tất cả những cái gì dùng chung thì chúng ta gọi là class, gọi là class được kế thừa đúng không nhỉ? Còn đây là những class được kế thừa. Được kế thừa đây. À, trong này thì chúng ta sẽ phải làm bốn hàng. Cơ bản là về bốn hàng. Dây xanh. Hai là phải vần chi tiết một đối tượng. Ba là cập nhật là thêm mới. Bốn cập nhật. Năm là xóa. Đấy nhờ. Còn những cái khác thì nó cũng nằm trong trường hợp năm trường hợp là hết. Đấy nhờ. Ví dụ là một tài khoản nó active nhá, đúng không? Khóa học mở một tài khoản thì nó cũng chỉ là trường hợp cập nhật thôi. Đúng không? Nó chỉ là trường hợp cập nhật thôi. Đấy thì chúng ta sẽ chỉ có năm cái trường hợp này thôi. Thì bắt buộc các bạn phải viết cho mình năm cái đầu tiên trước nhá. Năm đầu tiên trước. Danh sách. List đúng không? Danh sách thì chúng ta phải trả list này. Tài khoản. Mình sẽ viết mẫu cho một cái. Sau này các bạn sẽ làm ở nhà và các bạn sẽ up lên cho mình. Và cái tài khoản này mình sẽ đổi lại tên thư mục này tại vì trùng nhá, nó trùng với cái tên ấy. Tên đại, tên table đúng không? Đấy thì ta sẽ đổi lại này, chúng lại là đổi lại ngắn hơn. Là quản lý tài khoản nhá. Đổi lại cái này. Đây là đổi lại thư mục luôn nhé. Còn nếu mà để giải quyết toàn bộ vấn đề đúng không thì các bạn phải đổi lại hẳn cái namespace đây này. Đấy, cái namespace ở đây mới quan trọng này đúng không? Các bạn thấy mình đổi xong nó vẫn lỗi nhé đúng không? Mình phải đổi cái này thì thường mình sẽ để hai cái này nó trùng nhau nữa. Đúng không? Hai cái này phải giống nhau để riêng được đúng không? Nhưng mà để này mới chuẩn này. Rồi cái này mình sẽ using lại đúng không? Bây giờ mình using được này. Tài khoản shop đúng không? Tài khoản shop. À cái này là tài khoản shop đúng không? Thì cái này nó để tài khoản được nhá. Mình nhầm. Thì mình cứ để tài khoản nó dễ nhá. Đấy, tài khoản. Rồi. Nếu mà các bạn trùng nhau thì các bạn phải đặt khác đi nhá. Khác nên bay đi. Để chưa? Danh sách chúng ta chỉ cần các bạn để jacket nhá. Nên để jacket để tránh trường hợp lỗi mà thông báo đến người dùng không biết. Đấy chưa? Thì chúng ta sẽ return db chấm tài khoản shop chấm to list. Đấy, có rất nhiều lệnh đây các bạn muốn làm trường hợp gì làm nhá, sắp xếp thế nào, tìm kiếm thế nào. Tìm kiếm nó là một trường hợp của danh sách thôi đúng không? Còn trường hợp nữa thì ta return new lỗi mà đúng không, không kết nối được thì ta return lại là một cái danh sách là không có gì đúng không, không có bản ghi nào. À, tiếp theo là trường hợp là liên quan đến một đối tượng đúng không? Thì chúng ta lấy hàm gọi hàm đấy hàm chi tiết nhá. Rồi hàm chi tiết. Chi tiết chúng ta chỉ trả về một thôi đúng không? Trả về một thôi. Thì chúng ta sẽ sử dụng theo ID. Cái này chúng ta sẽ gọi. À, hôm nọ chúng ta có string đúng không? Cái biến uni ấy. Thì chúng ta là string nhá. String. ID đấy chưa, thì chúng ta sẽ phải file đây hoặc các bạn viết thế này và khoảng sẽ bằng new db à đâu không có db db chấm tài khoản shop chấm file à chấm web đấy chưa, viết ra dạng lambda đấy nó sẽ có cái ID này. Bạn thấy không? Đây nó sẽ là GUI ID đúng không? Đây này, nó là GUI ID đúng không? Xanh xanh này này. Đấy, GUI ID thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là một object đúng không? Nó là object chứ không phải là một đấy nhá. Đấy, nó là một object đúng không? Đây. Nó sẽ là một class riêng. Đấy, đây đúng không? Nó là một cái struct.
Và khi đó các bạn muốn nó về string đúng không? Để so sánh thì các bạn phải to string thôi, bắt buộc nhé. To string. Không sao cả, cái này nó sẽ về chúng ta một cái chuỗi toàn là ký tự số nhé. Đấy chưa? Xem single đấy một thôi. Thì chúng ta dùng hai cách đều được. Nha, thì anh sẽ dùng cách hai để cho các em dễ đi. Ok, mở rộng kiến thức của chúng ta ra. Còn trường hợp lỗi chúng ta chỉ khai báo lại một đối tượng bằng null đúng không? Một đối tượng không có giá trị. Rồi, thêm mới này. Thế này các bạn nhấn phím tắt ở Ctrl MO nhé. Thì nó sẽ đóng lại cái này để chúng ta quan sát nó dễ này. À, thêm mới chúng ta sẽ đầu vào là gì? Public này. Tại, đầu ra chúng ta sẽ là một cái ID đúng không? Chính là cái UID đấy. Thêm mới, anh sẽ viết nhanh chỗ này nhá. Tại vì cái này chúng ta đã học rồi. Thì cần thực hành thôi. Đầu vào chúng ta sẽ là cái model đúng không? Tài khoản shop. Model. Đấy, chúng ta sẽ có mấy lệnh thôi, đúng không? DB. Các em check cái gì thì check đúng không? Ở đây anh sẽ có phần đây, chúng ta sẽ nhìn đây này. Thì yêu cầu khi thêm mới một tài khoản cần cái gì? Đấy nhỉ, ví dụ cái shop ấy đăng ký tài khoản với hệ thống chúng ta thì ít nhất họ phải khai báo là shop của bạn tên là gì đúng không? Địa chỉ ở đâu, số điện thoại là gì? Đúng không? Mình có thể lấy số điện thoại làm username. Được không? Thì mình sẽ lấy số điện thoại nhá. À thôi, có khi là thôi lấy cái username bình thường thôi đúng không? Thì bắt buộc họ điền username đúng không nhỉ? Điền password, điền số điện thoại, điền tên shop, bốn cái. Bây giờ thì chúng ta sẽ if else đầy đủ. Rồi. Để chúng ta sẽ if nha, if model.username đúng không? Username là một này. Nếu mà trường hợp nó bị null đúng không? Hoặc là một cái tên không có gì. Thì chúng ta sử dụng hàm string.inun or empty. Đúng không? Nếu mà nó đúng đúng không? Nếu mà cái username bạn đưa vào là như vậy thì mình phải return ngay, đúng không? Return. Return ngay. Chúng ta có thể kèm thêm một cái thông báo nữa, đúng không? Thì cái thông báo đấy nó sẽ là một biến. Và chúng ta phải public cái biến đi ra. Thì chúng ta lại thấy là có một cái dùng chung, đúng không? Có thể tất cả class chúng ta đều cần những cái thông báo như vậy. Thì chúng ta lại đưa vào cái thằng bố nha, để đưa vào db config này. Đấy, thì chúng ta là public string message. Đấy chưa, public nó ra. Thì anh sẽ ghi trước đoạn này là cái lỗi đúng không, message cho anh là thiếu tên user đúng không. Đây chưa? Còn trường hợp ba trường hợp lại nữa là chúng ta có biết giống nhau nhá. Ba trường hợp nữa. Đúng không? Tiếp theo là cái password đúng không? Password. Thiếu thông tin. Thiếu pass đúng không? Tiếp theo là cái tên shop. Tiếp theo là thiếu cái số điện thoại. Nhiều khi họ đăng ký đúng không? Nhưng mà cho số điện thoại giả ấy. Nhiều khi mình gọi điện lại không hỗ trợ được. Đúng không? Trường hợp đấy thì mình có thể là mình sẽ khóa tài khoản luôn. Chẳng hạn, đúng không? Tại vì đây là tài khoản shop và sau này những tài khoản shop này sẽ trả tiền cho mình mà. Nên mình sẽ phải quản lý chặt chẽ là ông nào dùng chùa đúng không? Ông nào dùng thật. Đấy thì ông nào mà có số điện thoại ok thì mình mới cho đăng ký tài khoản đúng không? Không thì mình sẽ không cho. Đấy thì nó phụ thuộc vào những yếu tố liên quan đến kinh doanh nữa. Còn khi mà họ đầy đủ những thông tin đấy rồi thì chúng ta chỉ cần là thêm nó vào thôi. db.tài khoản shop.s và lệnh cuối cùng chúng ta sẽ là save đúng không, lưu lại.
Nếu ai học vô tiếng Anh thì học này rất nhanh đúng không? Có mấy từ cơ bản đó mà. Để return. Và khi chúng ta set xong nhá thì cái module.id chúng ta chắc chắn là sẽ có dữ liệu để cho nhỉ. À, chúng ta chấm to string để trả về là được. À, trả về để làm gì? Trả về để bên ngoài lấy thông tin. Return trường hợp lỗi chúng ta sẽ return chống thôi đúng không? Và chúng ta sẽ để một cái message là lỗi hệ thống của nhà đấy chẳng hạn. Nếu mà làm với sản phẩm mà đưa cho người sử dụng ấy, các bạn không được đưa những cái thông tin gọi là báo lỗi hệ thống nhé. Có nghĩa là lỗi hệ thống như ví dụ như là nó bằng toàn bằng tiếng Anh thôi, ví dụ system error cái gì đấy đúng không? Thì không được để ra cái lỗi mặc định như vậy, mà các bạn phải đưa ra cái lỗi mà tương minh và dễ hiểu, đọc tiếng Việt cũng được, nhưng mà dễ hiểu cho mọi người dùng nhé. Người dùng không quan tâm là chúng ta bị cái lỗi gì đâu, chỉ biết là phần mềm bị lỗi và phải xử lý thế nào đúng không? Thì trường hợp đây anh là báo là hệ thống bị lỗi và vui lòng là phải thử lại cái xem được không đấy, vì thế thì nó phải tường minh nhé. Các bạn làm sản phẩm ấy rồi đấy, hàm thêm mới. À, còn trường hợp là những cái hàm à, những cái thông số mà chúng ta thấy là nó mặc định đúng không? Đáng nhẽ anh phải ở đây anh phải thêm là cái ngày ngày người ta đăng ký nữa đúng không? Anh còn đang thiếu đấy đúng không? Chúng ta nói chúng ta phân tích vẫn đang thiếu cái ngày đăng ký. Thì chúng ta sẽ có những biến khác, những biến hoạt động này đúng không? Thì chúng ta để bằng chu nhé. Bằng chu và bằng for tùy các bạn nhé. Bằng for thì có nghĩa là đăng ký xong thì tôi phải liên hệ lại và tôi xác nhận lại là bạn có phải là tài khoản shop không thì tôi mới active cho bạn. Đúng không? Bằng chu thì thôi các bạn cứ đăng ký đi rồi chạy đi. Lúc nào tôi rảnh tôi check sau được không? Đấy thì trường hợp này mình sẽ để bằng for trước nha, để bằng true trước đi để cho nó đăng nhập được đi đúng không? Sau hôm nay chúng ta check sau nữa. Thì những biến đấy chúng ta chỉ cần cập nhật bình thường thôi. Đấy chúng ta sẽ bổ sung module chấm active đúng không? Hoạt động là bằng true. Đấy, lượt view lượt xem chẳng hạn đúng không thì ta để mặc định bằng không, lượt thích bằng không không các bạn để hack đấy đúng không? Các bạn bên kia bạn nhập cho tự động là lượt view bằng khởi tạo vừa đăng ký xong đó lượt view 10.000 thì thôi đúng không? Rồi chúng ta cần hai thông tin này. Đấy là xong cái phần thêm mới. Rồi tiếp theo hàng cập nhật. Cập nhật chúng ta cần true false đúng không? Được hay không, làm xong hay không thôi đúng không? Chúng ta chỉ cần hai cái trường hợp là true và false thôi. Cập nhật chúng ta vẫn đầu vào là tài khoản shop. Trong trường hợp đang cập nhật chúng ta phải đi tìm nó đó, đúng không? Phải tìm thì được thì mới cập nhật được. Đấy, và module bằng db thì nó chính là cái trường hợp này này, đúng không? Chính là trường hợp này này. Đấy, chúng ta sẽ dùng luôn hạng này được. Đấy chưa? Chúng ta sử dụng cái biến model.id này là được. Chúng ta đặt tên đây là tài khoản nhá, một update này. Nó trùng tên. ID to string thì chấm nhá, to string cũng được. Hai bên nó phải giống nhau mà đúng không? Bên này to string, bên này to string. Đây bên ta tìm nó rồi đúng không? Chúng ta kiểm tra nó xem nó tồn tại không đúng không? Nếu tồn tại thì ta mới sửa đấy chứ không tồn tại sửa sao được? Model update chấm à bằng khác bằng null đúng không? À, bằng bằng null trước, bằng bằng null, không tồn tại đúng không? Không tồn tại thì bỏ luôn đúng không? Return luôn. Cho thêm một cái cảnh báo đây nữa là tài khoản không tồn tại. Rồi tiếp theo đấy ta sẽ có phần check trường hợp giống hệt với phần cập thêm mới này nhé, check trường hợp thêm mới giống hệt này
Nhưng mà quyền cập nhật chúng ta sẽ không cập nhật cái username nhé. Chúng ta để nguyên username. À cũng cập nhật được đúng không? Cập nhật được. Chúng ta cái check cái này đã. Đấy, check này. Anh viết tạm thời thôi nhé. Buổi sau chúng ta làm kỹ hơn. Đấy, trường hợp mà check này chúng ta sẽ return false đúng không? Lỗi là false hết. False. Còn nó qua được tất cả trường hợp này rồi thì chúng ta sẽ cập nhật lại mới đúng không? Update module chấm cái gì đây đúng không? Chúng ta sẽ có chấm tên đăng nhập tên shop này bằng module. Cái này là dữ liệu đầu vào nhé, các bạn không hề hiểu nhầm hai cái này nhé. Nhắc lại chút. Đây là cái đầu, dữ liệu đầu vào. Cái mới đấy, đúng không? Còn cái update module là cái cũ thì bây giờ chúng ta phải là chuyển cái mới vào cái cũ đúng chưa, thì hai bên chúng ta đây, đây là cái cũ này đúng không, chuyển cái mới vào cái cũ đấy, thì có những cái gì cần chuyển thì chúng ta chuyển địa chỉ này, số điện thoại này, còn cái gì nữa không nhỉ, hết rồi đúng không, tên đăng nhập này, cái username. Cái trường hợp password nhé thì các bạn nên làm một hàm riêng nhỉ, đổi password riêng nhé. Rồi xuống trên đây chúng ta chỉ cần là lưu lại là xong. Và chúng ta sẽ đi tới true. Đấy chưa? Cái trường hợp các bạn dùng try catch cũng được nhé. Đây try ở đây đúng không? Cho tất cả những cái cụm này vào bên trong cái try catch đấy. Đây, cho hết vào cái try. Đây là cái catch này. Thế thì các bạn giống hệt bên trên thôi đúng không? Return false. Và thông báo lại cái lỗi như vừa nãy cũng được. Đấy, các bạn nhìn lại lần nữa nhé. Chúng ta có bốn hàm này. Các bạn viết mấy lần nữa vậy là quen mà. Thậm chí nó còn chán hết cái này. Cái này mình còn làm hẳn tool để gen tự động cơ. Tại vì chán viết rồi, viết nhiều quá. Một cái database, ví dụ mình quản lý tài sản này hạn, thì mình có tầm khoảng hơn 100 bảng, hơn trăm bảng tính. Thì ngồi viết này lười cực kỳ luôn. Thì toàn giao các bạn mới, nếu mà không giao thì mình chạy tool hết. Để tool nó sinh ra cái bộ này trước. Đấy chưa? Tại vì nó cùng một mô típ mà. Các bạn mới thì các bạn cứ code nha. Code cho quen tay, đừng gen tự động nhiều quá. Đấy nhỉ? Thì cứ quen tay đi để cho nó hiểu lệnh và nhớ lệnh. Hàm thứ năm người ta phần xóa. Xóa thì nó gần giống phần tìm kiếm này đúng không? Xóa. Nhưng mà nó vẫn trả về true thôi, xóa được không xóa được thôi đúng không? Tìm xong đúng không? Trường hợp tìm xong rồi. Đúng không? Chúng ta chỉ cần db chấm tài khoản shop chấm remove là xong. Như là xong đúng không? Nó return lại true. Còn trường hợp dưới là return false. Dễ đúng không? Thì thêm mỗi lệnh remove thôi. Db chấm à thì đấy ok chỉ cần thế này thôi. Còn nếu chắc cú nữa thì chúng ta sẽ thêm cái phần check này vào đúng không? À, check cái này vào. Trường hợp bằng null đúng không? Null thì xóa làm sao được đúng không? Có đâu mà xóa. Không cần xóa đúng không? Hiện thao tác xóa. Được chưa? Thì về cơ bản chúng ta có năng lấy hàng. Thì đang bị lỗi đỏ ở đâu một cái này. Đang bị lỗi ở đây. Mà thiếu dấu chấm phẩy. Xem lại nhé. Đây. Các bạn để ý hai cái thanh bên này nhé. Một thanh bên này. Đấy nhá. Cái bên này nó sẽ bôi đỏ chỗ nào bạn lỗi này thì toàn nhìn là biết ngay. Ok, nhiệm vụ của các bạn là gì, là các bạn phải viết cho mình những cái class như này đã. Thế giờ mình sẽ add class trước và các bạn phải viết nhé. Nào chúng ta sẽ còn những cái gì nữa, tài khoản shop này, đơn hàng chi tiết này thì mình sẽ viết vào đây.
phần đơn hàng đâu. Đơn hàng đây mình sẽ add file trước. Đơn hàng. Đấy chưa? Đây là một class này. Thêm một class nữa. Đơn hàng chi tiết. Viết tắt được nha. CT nha. Giao luôn chứ nhỉ? Cái này giao cho bạn nào nào? Bạn nào nhận này? Nam làm được không? Được nhá, thì anh giao Nam nhá. Dương làm cái chi tiết được không? Thế để Dương làm chi tiết này. Thêm tiếp nào, chúng ta có những cái gì nữa? Phần hệ thống đúng không? Hệ thống chúng ta sẽ có phần nhóm đúng không? Nhóm nhóm sản phẩm đây. Và sản phẩm đúng không? Sản phẩm thì ta cho vào sẽ bảng sản phẩm nhá. Smart sản phẩm. Cái này Phát Đạt làm không? Phát Đạt à, Phát Đạt mới đi học nhỉ. Huy làm được không? Bạn sẵn ừ Huy nhá. Rồi, chúng ta có một bảng dễ nhất là bảng nhóm sản phẩm đúng không? Mấy trường thôi. Map nhóm sản phẩm. Buổi sau không em thực hành ở nhà mà, cái này thực hành ở nhà mà, làm nốt cái này nhá, dễ mà. Cái bảng này nó còn ít thông tin bằng tài khoản, chúng ta còn cái nữa đúng không, là đây là nhóm sản phẩm tài khoản đúng không, tài khoản nhóm sản phẩm shop chứ nhỉ, shop nhóm sản phẩm đấy nhỉ. Có nghĩa là shop này sẽ bán những loại gì đấy đúng không, bán những loại gì thì phải khai báo đây, thì nó sẽ gồm cái class này. Ok chưa? Đấy, coi như hết đúng không? Coi như hết rồi. À, thế bây giờ chúng ta sẽ coi như là phần database chúng ta xong nhé. Đấy chưa? Coi như database xong. Đấy thôi. Các bạn viết hết là xong đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm cái phần giao diện, tổ chức cái phần bên, bên trang web này chúng ta đúng không? Giả sử này. Đấy, thì anh sẽ tổ chức trước cho em phần giao diện. Thì chắc là phần giao diện anh sẽ code, chủ yếu anh code rồi. Đấy nhỉ? Anh code xong anh sẽ hướng dẫn em đổi dữ liệu vào này nhá. Phần giao diện này thì cũng hơi khó. Thì bây giờ các em muốn là anh code chay đúng không, code thuần hay là các em thì anh dùng Bootstrap này, tùy các em muốn học cái gì. Code thuần gì, ok rồi, thế code thuần nhá. Rồi, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta phải đi tạo ra một cái folder đúng không, để chứa cái file CSS này, JS này và hình ảnh này, được chưa? Và chúng ta sẽ phải add thêm một folder nữa. Ok, được chưa? Thì trong này anh sẽ tổ chức nó thành 4 folder. CSS là một này, hai là JS này, 3 là chúng ta có thể là phông, phông chữ đấy.
4 là email. Và 5 chúng ta có thể là thêm một cái folder liên quan đến plugin. Xong rồi ta có thêm plugin liên quan đến JavaScript đúng không? Chúng ta có thể add đây. Plugin này số nhiều nhé. Đấy chưa? Thì trước tiên để chạy được cái web đúng không? Thì ta cứ thêm một cái controller đã. Thì cứ theo cái định nghĩa của cái web người ta mặc định đi là home đúng không? Home index đúng không? Home index trang chủ đấy. Chúng ta tạo một controller home. Được chưa? Nó như thế này đúng không? Nó có một action index chính là phần trang chủ của chúng ta. Em thích đặt lại cũng được nhé, thì anh không đặt nữa. Mình sẽ add vào cái view. Được chưa? Anh sẽ đặt tên đây là không dùng layout cũng chả dùng template gì hết. Để nó chạy đến web đã. Đấy nhỉ, đây là trang chủ này. Okay. Đấy, anh sẽ chạy web này. Đây chúng ta đã có hai cái có cái website nó chạy được đúng không? Thì với công việc chúng ta đi xây dựng cái trang gốc này trước. Đấy nhỉ? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái layout, nhưng chúng ta phải đi xây một cái layout. Thì mình sẽ add thêm một folder nữa để tạo ra một cái khung. Ở cái này hay là các bạn hay đặt là share đúng không? Share. Chia sẻ đúng không? Chia sẻ cái dùng chung mà. Add một cái layout này, đây các bạn chọn cái layout page razor. Thấy chưa? Đây chuẩn bị đặt layout. Đặt tên nào cũng được thôi, nhưng mà đặt tên đúng như vậy là được. Thì cái index chúng ta sẽ sử dụng layout nhé. Các bạn có thể kéo đường link đây này. Nhưng mà lấy cái này thôi. Thấy chưa? Đấy, thay chỗ này. Đấy, thì chỗ này gần như chúng ta không có gì đúng không? Chúng ta xây layout trước mà. Đấy, xây layout trước. Đấy, web chúng ta sẽ gần như là không có gì. Đấy, nó chạy được là được đã, đúng không? Chạy được đã. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi thêm những... Chúng ta chủ yếu tập trung xây cái layout thôi. Anh cứ làm layout trước nhé. Đúng không? Tập trung xây layout trước. Để có cái khung website đã. Thì chúng ta cần những cái gì? Một là chúng ta cần file CSS, đúng không? Chúng ta quay lại file content này. Add vào file CSS để cho anh. New ở đây, style sheet nó ngay ở ngoài nó cũng có này. Đây, style sheet, đúng không? Style. Được chưa? Thường thì chúng ta bây giờ làm cho mobile nữa thì chúng ta thêm một cái class liên quan mobile, à một cái file CSS liên quan mobile nữa. Đấy, sẽ hai cái. JS thì chúng ta add cái này vào. Chúng ta thêm một file script vào. Đây chúng ta sẽ có JavaScript file. À, script. Để cho chúng ta sẽ kéo những cái file này vào bên trong. Đầu tiên là style đúng không? Xong đến mobile, xong đến JS. JS thường nó sẽ sau cái ấy nhá, CSS. Được chưa? Ngoài ra thì có thể là anh dùng thêm jQuery nữa. Anh có thể sử dụng thêm jQuery nữa. Thì các bạn có thể lên cái này lỗi à? Cái này bị lỗi thì phải. jQuery. Các bạn có thể tải trên mạng về được nhá, để nó hỗ trợ chúng ta code nó nhanh hơn. JavaScript cũng được thôi nhưng mà code nó lâu lắm. Đây các bạn có thể download đây. Đây, Ctrl S. Thì cái này mình download cho các bạn thôi, sau này các bạn lấy project về các bạn có rồi nhưng không? Không phải làm gì cả đâu. Rồi, ok. Mình copy nó vào đây. Đúng không? Cái jQuery thường nó sẽ chạy, nó sẽ phải chạy trước đúng không? Nó là cái nền mà. Nền thì nó phải chạy trước nhé. Ok chưa? Đấy coi như là xong những cái liên quan đến
xong cái quá liên quan đến phần file đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải có cái ý tưởng đấy. Không có ý tưởng thì chúng ta vẽ kiểu gì đúng không? Chúng ta lập trình kiểu gì rồi? Thì bắt buộc chúng ta phải có ý tưởng thôi. Thì cái này các bạn phải vẽ ở đâu cũng được nhé. Thì mình thử đã, mình sẽ vẽ lên cái này, nếu mà các bạn vẽ đẹp thì các bạn sử dụng Canva cũng được. Mình thử sẽ trên Canva nặng lắm, chắc là không vẽ được đây. Chắc mình cái sơ bộ nhá, mình sơ bộ lên trước xong là mình sẽ buổi sau mình sẽ lên một cái file Canva thật đẹp rồi nha, chúng ta sẽ code theo Canva đấy. Còn việc đây hôm nay mình chia khung trước được chưa? Chắc mình chỉ kịp chia khung thôi. À, thì mình sẽ vẽ ra chẳng hạn. Cái lên ý tưởng rất là quan trọng đấy. Các bạn nếu không làm được cái phần đấy các bạn phải thuê đấy. Thuê người ta design ấy. Đấy nha, mình sẽ dựa vào cái ý tưởng trước của mình đúng không? Mình sẽ có thêm một cái menu đây. Đấy nha, thì đây gọi là phần menu này. Đấy, menu đúng không? Thì đây ví dụ là logo chẳng hạn. Add text ở đây nha. Logo đúng không? Thì ở đây mình sẽ cho nó sang bên phải trước đi. Đấy, sau phần logo thì nó sẽ là phần menu rồi đấy. Thì mình xác định trước là cái menu mình có gì đúng không? Đấy, thì đây là chắc cái gì là sản phẩm đúng không? Hoặc là mình list ra những cái sản phẩm ấy. List ra những cái loại sản phẩm của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể phân loại theo dạng kiểu là đưa người dùng đi nhanh nhất, ví dụ là hot đúng không? Đấy. Sản phẩm hot đấy, sản phẩm mới nhất đấy đúng không? Hay là hôm nay có gì chẳng hạn? Đấy, nó chỉ hiển thị những sản phẩm hôm nay thôi. Chỗ này thì ví dụ là danh sách ví dụ là đồ nam rồi đúng không? Đồ nam này, chỗ này là đồ nữ này. Cái này chúng ta phải liên rất kỹ liên quan đến phần ý tưởng nhé. Còn đây anh chỉ vẽ cái khung thôi. Thì buổi sau mình sẽ thảo luận kỹ về cái phần ý tưởng này. Thì cái sản phẩm chúng ta mới đáp ứng được cái yêu cầu người dùng ấy. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ là ở bên này chúng ta sẽ thêm một cái liên quan đến shop đăng ký đi. Thôi anh ghi menu đã nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì nữa? Chắc là phần sản phẩm luôn thôi đúng không? Chỗ này sẽ là phần sản phẩm. Đấy, phần sản phẩm. Thì chúng ta sẽ bố trí sản phẩm trong này. Đấy nhỉ? À, tiếp theo chúng ta thêm một phần nữa là phần footer đúng không? Trong này chúng ta sẽ là phần footer. Vuốt này lạ thật đấy. Đang check à? Ở chỗ này chúng ta sẽ là chân trang nhé. Đấy, chúng ta sẽ có 3 phần này. Thì chúng ta sẽ phải design kỹ về cả bên trong nữa. Thì buổi hôm nay chắc chúng ta không kịp nhé. Thì buổi sau anh sẽ vẽ ra cái giao Canva trước đúng không? Một giao diện đẹp trước. Sau đó anh sẽ code. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia khung tạm thế này. Thì các em cứ viết vào trong này thôi. Đây, chúng ta sẽ viết được style này. Thì chia khung đúng không? Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Đầu tiên là body đúng không? Body các bạn sẽ để sao? Tức là để sao này. Đấy, margin này. Không này. Hạt đính. Không pixel này. Đấy chưa? Thường người ta sẽ hay làm thế này. Để làm gì? Để cho cái trang web chúng ta nó ra lề hết đúng không? Rồi chúng ta sẽ chia khung thì chúng ta sẽ chia theo dạng anh nghĩ là theo dạng column đi nhỉ. Dạng column đi. Thì các bạn phải có cái code về column trước. Được chưa? Thì code về column ấy các em lên đây tìm được này. Không biết ba school hôm nay làm sao nhỉ? Lỗi hẳn đúng không?
hay là anh vào nhầm nhỉ? À đây, vào nhầm thật. Đây chúng ta sẽ học phần CSS này các bạn, có thể tự tìm hiểu nhé. Nó sẽ có phần chia khung trong cái phần grid view này. Thì anh sẽ chia ra 12 cột đấy, nhưng sau này những cái nhỏ thì anh sẽ làm theo dạng là flex nhé. Chúng ta sẽ làm theo dạng flex nhiều, bản thân cái mới mà. Thì anh muốn làm dạng flex. Đây, đây là column này. Được chưa? Column 1 bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ chia dạng này cũng được. Đấy, xong bước 1 đúng không? Xong bước 1 là có cái column. Thì lúc đấy chúng ta mới chia được bên này cho dễ. Cái phục vụ cho cái việc chia đơn giản. Đây, chúng ta sẽ chia đây, class column 12. Chúng ta ghi là header. Tiếp theo của ta là main đúng không? Main thì chắc chắn chúng ta phải có cái a còng render body đây rồi, đúng không? Không là nó lỗi ngay. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần footer. Đấy. Đấy chưa? Được 3 ô chưa? Đúng không? Thì buổi sau chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp nhé. Cái này phải có ý tưởng thì mới vẽ, mới code được, đúng không? Không ý tưởng chịu. Thì những cái này là cái gốc đúng chưa? Thì chúng ta sẽ là class được nó. Đây là header. Đây là body. À đây là class là main. Đây là class liên quan đến phần footer. Thì ba cái này em sẽ đưa sang bên này cho thành gốc nhá. Đây. Được chưa? Cho ba gốc đây, header này. Main này. Footer. Ba class này. Đấy, cái này các em có thể để chiều cao lên đúng không? Đấy, khoảng 50 pixel nữa. Bên chúng ta sẽ cao hơn đúng không? Khoảng min hay đúng không? Chúng ta để tối thiểu là khoảng 500 pixel nữa. Footer ta để 100 pixel. Ở đây cái main này chưa có dấu chấm đâu. Thỉnh thoảng một cái số lỗi nhỏ chúng ta phải tự trách thôi. Đấy, được chưa? Để buổi sau chúng ta sẽ chia dần và làm đúng theo cái một cái file thiết kế của anh nhá. Thì buổi hôm nay chúng ta cũng khá là nhiều kiến thức rồi, chúng ta sẽ dừng lại đây thôi. Các bạn có hỏi gì không?